Xin chào anh em, cái lồng chà mào mình bẫy ở đấy nha anh em nhé. Trưa nay là có một con đực nó về đây và mình lấy cái bẫy xuống đấy treo, và kết quả đã dính một em, nhưng mà em này là rất là nguy hiểm nha anh em nhé. Em này là đối tượng là định ăn mồi của mình. Đợt này chắc là cái mồi xong rồi, con mồi xong rồi anh em ạ. Vụ này là con mồi mình chắc là đi tong rồi. Đã dính một em chim chim vèn nhá anh em nhé. Con này là con ăn thịt. Con này làm con mồi mình đã rụng hết lông rồi anh em ạ. Vụ này là căng rồi. Đây. Vụ này là mình là hỏng mồi rồi anh em ạ, làm rụng hết cánh và con này mình sẽ phải thủ tiêu mới được. Rất là nguy hiểm. Mình treo ra mình đi mình lại không nhớ cất nha anh em nhé. Không nhớ cất và hậu quả là như thế này đây. Rất là nguy hiểm. Con này mình phải đập chết mới được em ạ. Ây da, chơi mình rồi anh em ạ. Rất là nguy hiểm. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. À, à, à. À. Chơi rồi anh em ạ. À. Ôi, xịt chảy máu. Cái gì? Hả? Ly ơi. Ly. Về cầm máy quay cho bố một cái để bố cởi con chim này ra. Ở nhà mà không thấy con chim như này mà không biết cầm máy. Ôi giời ơi, làm hỏng hết con mồi của bố rồi còn gì nữa. Cởi được rồi anh em ạ, nhưng mà ê, rất là ác ôn nha anh em nhé. Đây, nhìn cái mỏ của nó xem. Làm con mồi của mình hỏng rồi anh em ạ. Đợt này không biết là bao nhiêu lâu thì mới đi bẫy được đây. Sẽ thả nó vào đây để nhốt nó ở đây đã. Vụ này là mình hỏng mồi rồi anh em ạ. Không biết là con này nuôi có hót và có ấy không. Mình còn có một con ngũ sắc đó, rất là đẹp anh em ạ. Con ngũ sắc nha anh em nhé. Con mồi mình
Vụ này là không biết là còn thành mồi nữa không đây. Hai cái cánh đã rụng hết rồi và ui, rất là đáng thương. Vậy là phải ủ một thời gian rồi anh em ạ. Thôi và mình sẽ kết thúc video tại đây nha anh em nhé. Mình chỉ quay vậy thôi và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Xin chào anh em nhé.